kiến trúc nội thất châu Âu Panama, thiết kế và thi công nội thất, biệt thự tân cổ điển, 280m² tại Long An. Không gian nội thất phòng khách. Không gian nội thất phòng ăn. Không gian nội thất hầm rượu. Không gian nội thất phòng ngủ 1. Không gian nội thất phòng ngủ 2. Không gian nội thất phòng ngủ 3. Không gian nội thất phòng sinh hoạt chung. Không gian nội thất phòng karaoke. Không gian nội thất phòng thờ. Nội thất châu Âu Panama, nâng tầm giá trị sống thượng lưu.